các bác nhá. Em giới thiệu cái nồi áp suất này. Con này là con nồi Tefal của Pháp. Đấy. Dung tích 3 lít này. Đun mọi loại bếp nhá. Đây là cái nắp hơi của nó này. Đấy. Đây là xả hơi, đây là vặn tăng hơi lên này. Khi mở nắp ra thì các bác bóp cái này vào này. Bóp vào thì cái này nó sẽ mở ra nhá. Đây. Nồi rất là dày nhá, gioăng rất là đẹp này. Lắp vào này các bác chỉ việc ấn này xuống thôi. Đấy, mở ra, lắp vào. Đây nhá, nồi rất là nặng. Em đo luôn cái miệng nhá, các bác này hỏi này. Đây. Miệng này 20 nhá. Miệng 20, cao 10. Đó. Em này giá 1 triệu 5 nhá. Tefal giá 1 triệu 5 này. Tiếp theo là con nồi này. Con nồi này là của Đức. Đây. Đấy. Con này rất nặng nhá. Con nồi này nặng gần 4 cân này, 3 cân 8. Bên ngoài cũng như bên trong đều được trắng men. Trắng men hay sao ấy. Đấy, nên rất là nặng. Made in Kimchi của Đức này. Đun mọi loại bếp luôn. Đây. Đây là cái núm để chỉnh hơi nhá. Tăng giảm được áp lực hơi này. Đấy, đun lên hết cỡ là căng nhất này. Xuống đây là nhẹ này. Gạt hết xuống thì xoay nó ra nhá, là mở. Đấy. Đây ạ. Gioăng còn rất là đẹp nhá. Cái gioăng này của nó cái màu như này nhá, chứ không phải là nó ngả màu gioăng đâu nhá. Màu nó như thế này đấy. Đấy. Đây. Con này thì bên trong còn cái vỉ hấp nữa này. Bên trong cũng trắng men nhá. Đó. Con này thì sẽ là dung tích con này khoảng tầm 4 lít rưỡi đến 5 lít. Con này nó lại không đề. Miệng 22 này. Cao được gần 13. Cao gần 13, miệng 22. Con nồi này thì nó hơi đắt nhá. Con nồi này giá 1 triệu 9 nhá. Đó. Rồi, hai con nồi này em giới thiệu thêm một con nữa. Đây. Tiếp theo là lại một con Tefal. Video này em sẽ giới thiệu 3 con nhé. Con này là cũng Tefal của Pháp này. Con này là 4 lít. 4 lít nhé. Đây ạ. Con này mở ra thì các bác mở như này nhé. Nhấc này lên này. Nhấc lên là sẽ mở được. Đó. Đây ạ. Gioăng nước còn rất là đẹp. Lòng rất đẹp nhé. Đậy vào này. Ấn xuống thôi. Đây là cái núm để chỉnh áp suất. Đấy. Cái này thì có 3 mức. À, một là mức xả hơi này, tiếp theo là ninh rau củ quả này, rồi ninh xương thịt này, đó. Trong này nó sẽ có cái van an toàn ở trong đây. Con này giá 1 triệu 7 nhá. Rồi, mấy con nồi của Pháp thì giá sẽ hơi đắt các bác nhá. Chứ nó không như giống như mấy cái nồi khác. Rồi, ok các bác nhá.